Thưa quý vị, liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ giữa phố Hà Nội và sáng ngày hôm nay mùng 10 tháng 1, Công an huyện Thường Tín Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng, 28 tuổi, chú xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín để làm rõ tội giết người. Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận lý do ra tay sát hại nạn nhân. Tùng khai đã có vợ con làm nghề lái xe taxi cùng vợ chồng nạn nhân. Những lúc rảnh việc thì Tùng thống tâm sự với nạn nhân rồi hai người nảy sinh tình cảm, dù nạn nhân hơn Tùng 4 tuổi. Tháng 6 năm 2020, chồng nạn nhân phát hiện ra mối quan hệ bất chính giữa hai người. Tùng ra ngoài thuê phòng sống ly thân, bỏ mặc vợ đang mang bầu và nuôi con nhỏ. Còn nạn nhân cũng mâu thuẫn với chồng và bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Vào ngày mùng 1 tháng 1, nạn nhân về nhà chồng lại một đêm nên Tùng đã nổi cơn ghen và cãi vã. Nạn nhân muốn chấm dứt mối quan hệ với Tùng để trở về với chồng con. Lúc này thì Tùng đem lòng hận thù và uất ức vào ngày 8 tháng 1, Tùng gọi điện cho nạn nhân không bắt máy. Đến trưa cùng ngày, thì Tùng tìm thấy nạn nhân tại khu vực trước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sino Việt Nam, xã Liên Phương, huyện Thường Tín và ra tay sát hại. Thưa quý vị, sau khi gây án thì đối tượng điều khiển xe máy đến gửi tại địa phận quận Hoàng Mai và thuê một phòng nghỉ tại đây. Sau khoảng 1 giờ thì anh ta tiếp tục về huyện Gia Lâm, sau đó gửi xe máy bắt xe buýt sang huyện Đông Anh. Đến sáng ngày 9 tháng 1, khoảng 8 giờ khi đối tượng này đang lẩn trốn tại địa bàn thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.